Thường nhân cách mở cảm biến xuất lốp, xem cảm biến xuất lốp trên Hyundai Kostim 2023 nha quý anh chị. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ ấn cái nút này, này nha. Chúng ta ấn sẽ ấn đầu tiên một lần, hai lần tới cái chỗ đây. Cái chỗ đây này có chữ Tire Pressure là chỗ này để chúng ta coi. Nếu chúng ta ấn tới cái vị trí đó mà nó đang hiển thị là như thế này á, thì chúng ta chỉ cần ấn nút này kéo xuống này là nó ra. Đó, mình chọn cái chỗ Tire Pressure là ra này. Đó,